Vâng, xin chào tất cả các bạn, những tín đồ của Yu-Gi-Oh! Và Vincent rất vui vì lại gặp lại các bạn trong video này. Và sản phẩm lần này mà tôi mang đến cho các bạn đó chính là Balcony Structure Deck. Và đây là sản phẩm Structure Deck cuối cùng của cái nhân vật Playmaker này trong phần mới nhất Yu-Gi-Oh! V-Rance ra mắt năm 2018, cái sản phẩm cuối cùng của 2018 nha, về nhân vật này nha. Còn 2019 thì sắp tới chúng ta sẽ chào đón nhân vật mới là Soulbounder. Vâng, Soulbounder sẽ có một cái bộ bài mà có thể nói là rất là hoành tráng. Trước khi nói bộ bài đó, chúng ta sẽ kiểm tra xem bên trong này có gì nào. Wow, đây, cái kỹ decklist này giới thiệu cả về cái trò chơi Dueling. Đó, và chúng ta kiểm tra một chút. Đây, cái hộp to như này là sản phẩm này là được sản xuất ở Mỹ nha các bạn. Vâng, không dài dòng nữa, chúng ta sẽ tiến hành mở bài ngay thôi. Và trước khi mở bài thì tôi lại giới thiệu lại các bạn nơi mà tôi thường đăng lên những cái sản phẩm mà tôi không có dùng tới và chia sẻ cho các bạn. Và trên đó thì có rất là nhiều thứ hay ho nha. Đến cuối video tôi sẽ giới thiệu các bạn kỹ hơn sau nha. Và chúng ta sẽ tiến hành bóc thôi. Những cái sản phẩm gần đây của Konami thì cái độ keo dính của họ thì đã được điều chỉnh lại rồi, nên chúng ta hoàn toàn yên tâm cái việc này. Vâng, đã ra rồi. Sản phẩm của Mỹ hộp to thì nó sẽ có một cái bọc bên ngoài nữa. Vâng, hết rồi nha. Tạm bỏ sang đây. Ta sẽ có là đây là một lá bút giới thiệu cho người mới bắt đầu chơi. Tiếp theo là một bản đấu này có lẽ là tôi chỉ dọc qua cho các bạn thôi. Rất đẹp phải không nào? Wow, nói về cái bài mật mã, power code mật mã chúng ta. Và cuối cùng đó là bộ bài. Và đây là nhân vật chính chúng ta đây. Vâng, là power code poker. Sản phẩm này dùng rất là nhiều trong cái đối chiến thuật là ngày nay. Vâng, và mở luôn. Cất đâu nhỉ? À đây rồi. Yeah. Đây, bộ bài chúng ta. Đây là cái thẻ giới thiệu được sản xuất như một cái lá bài thật của chúng ta. Chúng ta sẽ đến với nhân vật chính nào. Bằng một cốt toker. Tiếp. Những cái lá bài quan trọng bộ bài này tôi sẽ để tạm sang một bên. Đó. Đó, tôi sẽ không giải thích gì quá nhiều và cái effect của lá bài, nhưng mà nếu như chúng ta mà giải thích được từng lá một thì cái video này nó sẽ rất là dài, và tốt nhất là tôi sẽ để cho các bạn tự mình khám phá nha. Vâng, rất tuyệt vời. Và chúng ta sẽ cùng đến với lá tiếp theo. Đây, Lady Debug, lá này cũng rất là quan trọng trong cái trò chơi Cyber. Trong cái sản phẩm mà này chúng ta có thể dùng được, và sản phẩm sắp tới sau Burner cũng có thể dùng được nha các bạn nha. Đó, chúng ta đã hết những cái lá bài nè. Foil card rồi. Và chúng ta sẽ đến với Common card có những lá gì. Data con. Rất nhiều. Nhiều các bạn, Cyber Gadget, đây cũng là lá bài, đây cũng là kỳ card chúng ta. Zugaredo Ribbon Tengu. Wow, Ribbon Tengu là cái lá bài đó, rất là tuyệt vời. Hai lá Ribbon Tengu liền. What the hell. Wow, lại xếp như này rất buồn cười nhá. Đã cái hai lá giống nhau nên liền với nhau đúng không nào. School Mater, vâng, một cái lá bài rất là quan trọng. Lá bài này là lá handcraft mà có lẽ là bây giờ sẽ ít người dùng, nhưng tôi có thể nghĩ là lá bài này dùng rất là nhiều nha. Rất là tuyệt vời. Chúng ta quên giới thiệu sau bài chính hãng là như này. Một bước cũng là lá quan trọng tiếp theo. Rất nhiều. Effect Valor, wow, tuyệt vời. Trong này có tận 2 lá handcraft, rất hay. Lá này sử dụng được. Combat. Lá này xuất hiện rất là nhiều rồi. Sidest Storm, Knife Bam. Wow, Skip Go, Sword of Relaving Line. Soaring rất hay, rất nhiều lá bài cần thiết cho chúng ta. Đây là Forming này, Tạch Nhật Linh, Moto. Wow. Wow, rất hay, Safe Zone, an toàn. Cold Zone, Băng, Traffic Code và
Vâng, chúng ta. Vậy là tôi đã hoàn thành xong cái video mở hộp đài lần này. Và tôi sẽ nói qua một chút nha. Đó. Và cái để mà chúng ta chơi được cái bộ bài này thì chúng ta cần phải bổ sung thêm những cái bộ bài trước đó, ví dụ như là Starter Deck. Hay là cái sản phẩm Structure Deck tôi không nhớ lắm, là Cyber Netlink thì phải. Cái hộp đó tôi đã có cái video mở hộp bài rồi. Và lần này thì tôi chỉ cần lá bài này thôi. Tôi chỉ cần có hai lá này đó, để bổ sung cho cái lối chơi của tôi. Và các lá handchap quan trọng trong này. Đây, đây lá này là lá tôi cần nữa. School Meter cũng như là Effect Veiler. Vâng. Và đối với những bạn nào mà mong muốn là sẽ sở hữu những cái lá bài trong sản phẩm này cũng như là các cái sản phẩm khác của chúng tôi thì các bạn lại truy cập vào đây nha. Trên này chúng tôi xây dựng lại rất là nhiều các cái bộ bài mà có thể thời gian qua chúng ta cần rất là nhiều. Có lẽ là tôi xin phép được kết thúc video tại đây và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong video tới. Và chắc chắn là thời gian tới tôi sẽ có thêm những video nói về những cái sản phẩm mới tiếp theo, ví dụ như là cái sản phẩm mới ra nhất hiện nay như là cái Legendary Duelist, cái hội chị em thì phải, mới ra mắt và tôi cũng đã đặt hàng rồi. Và hy vọng là sẽ có clip mở gói bài này cũng như là Structure Deck đầu năm 2019, một Structure Deck có thể nói là rất hot và sao burner. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.